Theo thống kê của Tổng thư ký Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã kiến nghị chính phủ cần cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án chính phủ trình một số ý kiến nhận thấy chính phủ trình Quốc hội tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu tăng khoảng 20%, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Như vậy từ lúc tăng lương từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2023 là 4 năm. Điều này dẫn đến người hưởng lương từ ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành giáo dục, ngành y tế, cán bộ, công chức kể cả cấp xã. Do vậy hiện nay mong muốn của người hưởng lương là kiến nghị chính phủ cân đối nguồn để bảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở sớm hơn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương, theo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội từ 11 ý kiến của đại biểu. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần lưu ý việc điều chỉnh tăng trợ cấp cho người có công cần bảo đảm cao hơn chuẩn nghèo đô thị. Có ý kiến cho rằng việc thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023 là cần thiết, nhưng cũng cần điều chỉnh trợ cấp bảo trợ xã hội ở mức cao hơn. Mức hỗ trợ 360.000 đồng một người một tháng còn khá thấp so với mức chuẩn nghèo ở thành thị và nông thôn và cũng điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 để bảo đảm tính thống nhất. Có ý kiến nhất trí tăng lương tối thiểu, tuy nhiên đề nghị không tăng đồng đều, chỉ tăng cho bộ phận lương thấp, đồng thời phải có đánh giá lại mức sống cơ bản, mức sống tối thiểu theo vùng miền, khu vực. Đồng thời đề nghị xem xét không tăng lương cơ sở đối với những đơn vị địa phương có cơ chế đặc thù. Cũng theo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội, có ý kiến đề nghị tăng phụ cấp của cán bộ không chuyên trách cấp xã do mức hỗ trợ hiện tại chưa tạo được sự động viên. Một số vị cho rằng cần xác định thời gian cụ thể thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2024 trong nghị quyết của Quốc hội, tránh tình trạng trì hoãn, kéo dài việc thực hiện nghị quyết của Trung ương. Có ý kiến cho rằng trong khi chưa thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại nghị quyết 27 của Trung ương, cần có quy định cụ thể trong việc quản lý, sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực này. Trước đó chính phủ đề xuất Quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, khoảng 20,8% tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách đảm bảo khoảng 12,5% Hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Chính phủ đề xuất dành 12.500 tỷ đồng để tăng lương từ 1 tháng 7 năm 2023. Trước đó, Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Đoàn Trà Vinh và nhiều đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần đề xuất sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, có thể áp dụng ngay từ 1 tháng 1 năm 2023. Việc này nhằm kịp thời hỗ trợ giảm khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tăng.